À, chúc đại gia đình chúng ta an lạc với đây. À, Bữa nay lễ vật thờ à, đem hồi hướng công đức cho tất cả quý vị. À, vì nhiên Đức à, đến trễ vì đợi cũng gần 20 phút đó. Ừ. Xin lỗi nghe <laughs> Nên à, à, lúc này... À, Muốn giảng xanh quá nên Nhiều người bây giờ làm hình nền qua sen Thấy cô Nguyễn Thị ở nay cũng Ngồi vô qua sen đồ ngon lắm Mấy cô Cô Hoàng Mai Đồ ngồi qua sen đồ ngon quá chứ <laughs> Nên Mai mốt chắc Trong đây chắc ai cũng ngồi qua sen về cực lạc <laughs> Đó là muốn ngồi qua sen không thì à, không có buồn giận ai để trong tâm ha như đức đã từng à, chia sẻ công đoạn gọi là thiếu nợ thời gian bữa nay như đức để cho vị đợi 20 phút mà số lượng người ha, à, gần 900 người này tính là nhiều lắm quý vị không? đơn giản nguyên thờ lễ vật này hồi hướng hồi hướng à, cho tất cả chúng sanh trong đó có quý vị nguyện cầu cho chúng ta điều bồ đề tâm kiên cố để hướng về thế giới cực lạc giống như lời xin lỗi để nhắc nhở mình có những công việc gì phải tranh thủ để vô tu đúng giờ thì nhớ rằng là khi chúng ta làm cái gì mà giữ được cái uy tín nó quan trọng giống như đối với con người giữ uy tín và đối với niệm phật cũng giữ uy tín thì sau này khi cuối cuộc đời Phật A Di Đà ngày cũng đến rước mình đúng giờ. Chứ mình mà thường à, à, lỡ hạn là coi chừng. Khi cuối cuộc đời Phật A Di Đà đến à, rước mình cũng chậm trễ. Nên từ nơi đó mà cái tâm mà giữ uy tín là quan trọng. Cái này quan trọng lắm quý vị. Từ đó giờ như Đức hứa với vị gì là như Đức cố gắng làm bằng được. Giống như lại ba ngàn lại cố gắng cho bằng được. À, mỗi tuần chủ nhật cộng tu ngày xưa là lúc nào cũng không giờ lỡ hạn nghe chương trình gì cũng duy trì ừ, cái này là quan trọng cực kỳ quan trọng dù như đức à, chậm trễ cỡ nào như đức cũng phải đến để tu tập ừ, giống như 12 giờ khuya có rớt mạng như đức cũng ngồi đợi cho có mạng à, tối hôm nay tiếp tục hả à? tối hôm nay tiếp tục 12 giờ khuya nữa à, tối hôm nay hạn 12 giờ khuya tiếp tục nên từ nơi đó mà quý vị nhớ nơi nào niệm phật nơi nào nhiều gia đình niệm phật thì cái nơi đó khu vực đất đai đó thổ địa thằng hoàng nơi đó hưởng nhờ được cái công đức niệm phật và làng xóm nơi đó hưởng cái công đức niệm phật này lớn lắm giống như lúc trước những đức mới vô ngôi chùa đầu tiên thầy nói một câu cái dùng đất lúc đó ở đó mà có khi cho người ta người ta không lấy vì mà đạo tràng xuất hiện niệm phật ở nơi đó thôi mà cái dùng đất ở nơi đó giống như mắt như vàng nghĩa là cái nơi nào mà nhiều người niệm phật là hoàn cảnh nơi đó tức khắc thay đổi hoàn cảnh nơi đó thay đổi giống như một số vị ở phú yên một số vị phật tử phú yên mà khi mà họ vào trong chùa họ niệm phật họ thỉnh tượng phật về nhà họ thờ họ nói rằng là năm nào ở nơi đó cũng bão lũ mà trên núi nó tràn xuống cho nhà vì mà một số người niệm phật thờ phật ở gia đình sau này dù có bão lũ đi chăng nữa nó không phải như ngày xưa thì để biết rằng là nếu như nhiều nhà niệm phật nha cái địa phương nào cái xóm nào mà nhiều gia đình niệm Phật nghe quý vị Dù có cái nạn gì đến đấy chăng nữa Nghiệp nặng báo nhà Nghiệp nặng báo nhà Giống như trong nhị thập tứ hiếu mà Có câu chuyện mà Gia đình này có một người con hiếu thảo mà lửa nó cháy từng căn nhà, từng căn nhà, căn nhà. Mà tới cái gia đình có người con hiếu thảo thôi nha. Tự nhiên lửa ngừng lại có nghĩa là cái đạo đức nó cực kỳ quan trọng nên trong nhà mà mỗi ngày mà có một người trong đó niệm phật những đứa nói là báo vật vô giá trong nhà mà có một người mà ngày nào cũng niệm phật là báo vật vô giá trong nhà mình nên nhớ nên từ nơi đó mà cái cách tu mà cái rung này nè càng ngày càng phải mở rộng ra quý vị quý vị mà càng tu nghe quý vị mới càng thấy rằng cái phương pháp tu trên rung này nó cực kỳ hay và nó cực kỳ phù hợp trong cái thời đại 4.0 này luôn quý vị thấy quá phù hợp bởi vì thấy từ khi mà cái rung này phát triển tới giờ nghe để ý đi là quý vị tăng thêm mấy thời tu nó không phải tăng một thờ mà có những người tăng lên gần 3 thờ tu nữa quý vị kinh khủng không đó mà mà rõ ràng là mình thèm nghe quý vị rõ ràng là thèm tu mà cả băng thanh nghĩa đức nè cả băng thanh nghĩa đức mà thờ nào không tu là không chịu nổi gọi là thèm tu luôn thì đây là một cái cách tu quá hay mọi vị phải công nhận là cái phương pháp niệm phật lễ phật là một phương pháp tích tụ năng lượng cao nhất thật sự luôn tích tụ năng lượng cao lắm quý vị ơi nó nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng là gia đình mình mà mỗi ngày niệm phật như vậy tuyệt vời lắm những đứa nói rằng là con cháu người thân trong gia đình mình ông bà cha mẹ từ từ được đổ hết. Quý vị chờ xem. Ông chồng ông không tu, ông thấy bị lễ Phật giết quý vị đổ ổng nè. Mà bị đổ được người thân rồi tự nhiên đổ lan can rộng ra bên ngoài. Phải quý vị nhớ nghe, cứ cái đà một ngày 4 năm thời này mà tu giết đó nghe quý vị. Cái tâm quý vị như như bất động. Cái tâm quý vị nó không còn nhìn lỗi người khác nữa không còn nhìn lỗi người khác nữa một trăm phần trăm là chỉ có niệm phật lễ phật mới không nhìn lỗi người khác thôi có bây giờ làm cách nào cũng, cũng đi nhìn lỗi người khác chứ chỉ có niệm phật lễ phật mà mỗi ngày mà cứ điều 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 điều, điều. thời gian ít gì mà cứ điều 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 cứ tu suốt như vậy thí dụ mấy đứa nít như bé thiên phú của hai anh em hay gì này. nhỏ gì mà tu hết một thời cái đứa nhỏ này mà nó tu giết rồi Cái phước báo nó lớn như lắm Thật sự mà nói Con người thành công là từ cái phước báo mà ra Mà biết tu gì sao này hiếu với cha mẹ nghe con nó Nên từ nơi đó cái phước báo này rất là lớn Nên quý vị biết rằng Là cái công đức niệm Phật này Mà niệm Phật lễ Phật này giết đó nghe Rồi quý vị sẽ không nhìn lỗi người khác nữa Rồi tự quý vị sẽ biết tránh những chỗ thị phi Tại vì sao? Vì quý vị, vị có được cái sự an lạc giống như cái công đức niệm Phật nó bao bọc được cái tâm mình giúp cho mình bình an để mình biết tránh những cái chỗ thị phi. Còn khi có người mà bị chống vắng, bị buồn bã nó tìm nó chốn thị phi để mà gọi là có ké với người ta để mà vui cho qua ngày. Nhưng mà đó là thị phi tổn duyên phước. Nhưng mà khi nó cái công đức niệm Phật cái cái bổ nguyện niệm Phật mà bảo vệ được cái tâm mình quý vị, vị biết rằng là mình biết tránh nơi thị phi biết chánh thị phi bây giờ những đức nói bị mỗi ngày mới bị tu an lạc như vậy bây giờ tìm ở đâu nữa giờ thật sự mỗi ngày cứ tu thờ công việc nhà làm Đang quan gia đình quý vị như đức nói khi những đức lập ra cái đâm này tu nghe những đức nói bảo đảm 100% ông chồng thì thật sự mà nói ông đưa hai tay hai chân lên mà mà ông chấp nhận còn bà vợ mà ông chồng đi tu là đi đi chỗ này chỗ kia là bây giờ mà tu tại nhà là đưa hai tay hai chân lên gọi là mừng mừng là gì quý vị biết rằng quý vị tu xong mới bị lo việc nhà bây giờ không nói được quý vị gì cả vì vị tu xong bị lo việc nhà lo con lo cái lo gia đình đàng hoàng hết luôn đúng là cái thời đại này quá hay mà quý vị coi càng về sau nè càng về sau thì cuộc sống mình càng bận biểu mà càng về sau thì cái rung này càng phù hợp vì chờ xem vì chờ xem nên cái cách tu này nên phổ biến rộng ra những cái quốc gia nước ngoài vì cái người nước ngoài càng bận nữa họ làm công ty xí nghiệp họ không được về nhà luôn vậy thì họ phải tu làm sao tu tại công ty xí nghiệp của họ tu tại cái phòng của họ vì họ chỉ cần có chiếc điện thoại thôi là đậu tràng của họ rồi Bây giờ chỉ cần có cái chiếc điện thoại thôi Bây giờ không phải có bàn thờ Phật gì luôn Chỉ cần có chiếc điện thoại Thì quý vị coi những đức để hai tự Phật Di Đà hai bên Những đức lên trước giữa Giống như mình là con và ai với Đà vậy đó Ngài đứng hai bên ngày bảo vệ mình Đó Nên khi mà người ta cùng tu với mình Những đức lại vì bị, bị lại những đức Nhưng thật sự vì nhìn Phật Di Đà bị lại Nhớ nghe Nên một chiếc điện thoại này quý vị có thể lưu động khắp nơi nơi Đạo tràng trên không trung này Tuyệt tuyệt vời quá hay nó nghĩa là các nước thế giới mà càng bạn bị chừng nào thì muốn tu thì tu cái đạo tràng không chung này giờ dắt nghỉ ngơ đúng giờ thì, sao vô lễ 40 phút có nghĩa là đây là một cái cách tu mà cho con người thợ đại 4.0 bạn bị và những người già tại nhà khỏi đi đâu xa cha mẹ mình già thì mình giúp cho cha mẹ mình tu tại nhà thí dụ như nhóm cô quảng tâm ở bình định đâu rủ mấy bà cụ già lớn tu thế chứ bà nào già yếu quá bắt ghế cho bạn ngồi còn quý vị rủ bà già nào được thì bắt ghế cho bà ngồi vô cái cách tu này hay quá tuyệt vời quá những đức nói sau này chắc giảng sanh đông lắm mà giảng sanh tại nhà chứ không phải giảng sanh đi đâu xa nữa Và bây giờ quý vị coi hay nè bây giờ ngoài giờ tu này bây giờ lấy cái phương pháp lễ phật này hồi niệm luôn khi mình tu mình hồi niệm luôn ngân tu thì cái điều hồi niệm tới giờ vô lễ phật lấy cái điều lễ phật công chúng để mà hộ niệm luôn không cần phải đổi qua điều hộ niệm khác luôn à, dùng cái phương pháp lễ phật này là hộ niệm luôn rồi xong ngưng lễ phật xong cái điều hộ niệm bốn chữ tại chỗ luôn nhà chỉ cần hai ba người là được rồi mỗi ngày chỉ cần mình nhắc nhở cha mẹ mình nhắc nhở người thân mình thế giới cực lạc tốt như vậy thế giới cực lạc không khổ như vậy thế giới cực lạc tuyệt vời như vậy chỉ cần tạm thời xa cõi này tạm thời xa người thân tạm thời xa anh em xa vợ chồng để về cực lạc đi rồi trở lại mới có năng lực giúp họ giúp mình không phải là đi luôn đâu giống như mặt trời mọc hướng đông trở về tây sáng mọc về đông tiếp tục chứ làm gì có chuyện mọc hướng đông lặn về tây là lặn luôn đâu có đâu con người chết đâu phải là hết đâu quý vị mà trở lại ta phải là ai trở lại nếu như ta là kẻ phàm phu trở lại Thì mê cái kết ấm rồi Gặp nhau cũng không biết Nên nói với người thân mình Muốn trở lại mà biết tôi Muốn trở lại mà biết cha mẹ Trở lại mà biết người thân Thì phải là người ở thế giới cực lạc trở lại Mới giúp được Mình nói cho họ nghe vậy Trong lòng họ phấn khởi lên Đừng lo sợ Cứ niệm Phật Phật sẽ đến tiếp dẫn chúng ta Không có khổ đau gì đâu Trong một sát na là liền ngủ trượt rồi Khoảnh tay là coi duỗi đến liên trì chỉ cần một niệm thôi là phật đã Đức bên kia cực lạc thôi mình nói cho họ nghe gì đó cũng như là một lời nhắc nhở một lời khai thị vậy đó gọn nhất mỗi ngày nói thế giới cực lạc tốt đẹp cho họ nghe vậy thì bây giờ người thân trong gia đình người nhà mình ngay cái chỗ mình tu tập thì ông bà cha mẹ mình yếu chỗ đó là chỗ hộ niệm một có thời gian rảnh là nhắc họ niệm phật nghe mẹ niệm phật nghe ba thường ngày mình tu họ nằm kế đó họ nghe mình niệm phật họ niệm theo quân tập thành quen Bình thường thì hộ niệm Giờ tu thì lễ Phật Rồi sau này họ cũng quen luôn Bình thường hộ niệm Lễ Phật hộ niệm Được luôn đó Cực kỳ hay luôn đó Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng là Dùng cái cách này là áp dụng tại gia đình Từng nhà, từng nhà, từng nhà, từng nhà Nó lan can rộng ra những quốc gia bạn biểu luôn Các nước trên thế giới Nên nhìn cách tu này Áp dụng vào phù hợp Những người Việt của chúng ta ở các nước trên thế giới Vào cái rung này tu Thí dụ như bây giờ có người bên nước Mỹ hay nước Pháp, nước Anh, nước Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc gì thì bắt đầu Việt Nam mình bên đó người ta tu nên chỉ người người Việt Nam mình ở bên đó đi vào cái room này tu. Mà chỉ một người vào cái room này tu thì thuộc thắng vô cùng. Không có công đức nào bằng chỉ người ta niệm Phật. Không có cái phước lớn nào ở thế gian bằng cái phước chỉ người ta niệm Phật. Không có cái công đức nào lớn bằng mà chúng ta hướng về thế giới cực lạc từ nơi đó mà nên chỉ người ta niệm phật mở rộng phạm vi ra để cho cái cái, cái đạo tràng không chung này là cái đạo tràng nó 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 rất lớn quý vị à để biết rằng nó nhìn nhỏ mà lớn nó nhìn lớn mà nhỏ nhỏ là có cái 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 tivi thôi mà nó mở rộng quá lớn nhìn lớn mà nhỏ nhỏ là cái quê là có nhiêu nên từ nơi đó đúng là cái đạo tràng này là cái đạo tràng tuyệt vời nó nên quý vị tu khi phải nhận thức nghe Tu rồi quý vị mới cảm nhận được điều này, quý vị mới thấy cái pháp môn tình độ này mà ngay cái đầu tràng không chung này tuyệt vời rồi lúc đó quý vị mới thích thú. Những điều những Đức nói đây là những điều những Đức giải thích ra cái việc thu thắng của tu tại gia và lợi ích của tu tại gia và đỡ bao nhiêu sự trở ngại. Và đỡ hao hết, đỡ hao hết, hiểu chưa? Nên đi đến chỗ đông người nó sẽ hao hết, bớt một phần rất nhiều. À, chị chị chị, chị là tôi biểu nè chị Nguyễn Phương chị biết cái gì chưa à chị biết cái đó không à, à, à. à cô Nguyễn Thị là Tự biểu chị biết cái này không cái này cái này nói gì nghe gì gì à. nó nên đi đến chỗ đông người Khẳng thẳng cái vụ này nghe ai mà kêu mình để vô nghe chị chị, chị tôi, tôi nói chị nghe nè à ông thầy đó bà sư cô đó Phật tử đó bà đó trưởng đoàn đó nằm mồ gì là Phật thôi mình còn chưa xong nữa mà Coi lo niệm phật đi em lo niệm phật đi anh lo niệm phật đi chị có nghĩa là mình tránh bớt cái thị phi là tránh vậy đó quý vị chứ mình đừng có nói à cái gì cái gì cái gì hoặc là người ta chưa kêu lại nó mình chạy là mình nói ví dụ như mình à, bà nguyễn phương mới chạy là mình nói gì, chị chị bây giờ giờ không đi chùa lâu quá chùa có chuyện gì không mới mới không nói tôi nghe cái à, à à à à gì hả gì hả đó có ké vô thấy chưa nên ý là mình phải niệm phật mình tu sao ăn là mình tránh thị phi nên giờ đức nói vì tu tại gia này bị đỡ hao hết biết bao nhiêu mà nói đỡ hao hết vì lấy cái tiền xe mà đi tiền xe mà mà đi đó đó bị gom 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 lại bỏ ông heo bỏ ông heo đi tiền xe mà đi đó bị bỏ ông heo đi làm chi phải không lâu lâu bị lấy cái tiền xe đó ra bị mua gạo coi chỗ nào mà người già cần ăn gạo đó đem lại đó rồi xong thấy chưa cũng lợi lễ phật rồi nãy kia rồi xong đem gạo lại tiền xe đi đó tiền đi vòng vòng đồ đó mua đồ ăn rồi bớt lại bỏ vô ống heo mua gạo đem lại cho người già còn ở nhà tu được bình thường luôn đỡ bao nhiêu sự hao hết biết hao hết không hao hết nói là biết liền đấy. Nó hớt đó biết không? nó hao hết cái việc nên mình mình cái bệnh mình ghê lắm nha quý vị chị ơi chị hỏi nè sao lúc này sao ổn không no, thấy chưa hoặc bữa nay thấy cái nền sau lưng như đức lạ lạ rồi đó ủa hôm nay sao ngộ nghe hôm nay sao thầy cũng đi trễ nay, sao vô thấy cái nền lạ lạ như chỗ mới vậy nha Nghe quý vị đó, 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 ngộ lắm mà khi mấy bà chưa đến gặp nhau mà bà cũng nhắn tin rồi đó nhắn tin hỏi rồi bữa nay sao kỳ ha hồi sáng sao tu xong không thấy thầy nói chuyện nghe chiều nay mà lại dễ nữa chứ cuối cùng cái phong lạ nó ha chỗ này chỗ mới vậy nghe nó thấy chưa không phải đơn giản đâu quý vị ô cái thị phi mình nó kinh lắm nó nó nói, thị phi tâm lộn mà niệm phật tâm an mà thị phi thì thiêm chán mà niệm phật thì thêm nhàn nên bản thân mình mà mỗi ngày được niệm phật lấy phật là giảm tối đa thị phi nên quý vị tu tại gia đình nó đỡ hao hết biết bao nhiêu mà nó Mà lại dễ độ được người thân trong gia đình Đây là cái điều mà Đức nói về sự an lạc Mà mình niệm Phật được tại gia đình của mình Mà thu thắng ngay cái mảnh đất nơi ngay nhà mình ở Thủ địa thằng hoàng khu vực đó điêu được nhờ tuyệt vời vô cùng Vì những đức đi đến ngay cái nhà người ta có thờ thổ địa Những đức nghe Thường ngày nào những đức cũng lỡ thắp nhang cho thổ địa ừ. Xong những đức nhắc cái cô trong nhà là thay đổi trái cây thay đổi bánh trong điện với ông địa thằng hoàng vẫn là trong lục đạo lưng hồi nên đại lão qua tự tịnh không nghe nói rằng mình tu hành đối với tất cả các cảnh giới đều cung kính Thấy không đối với người làm ác mình cũng cung kính nhưng không tán thác gì ta làm ác nhưng mình tán thác vào ai di đà vì ngày làm tốt quá ngày được mười phương chư phật tán thác nên mình tán thác vào ai đà là đúng rồi nhưng mà đối với người làm ác mình không phỉ bán mà mình cung kính vì cung kính cái tánh Phật của người ta Ai cũng có tánh Phật Dù hiện tại họ ác, họ sai Nhưng họ có tâm tính Phật Nên chúng ta cung kính họ nhưng không tán thán Vì tán thán nên ta làm theo sao Hiểu không Còn gặp người làm thiện, làm tốt Thì chúng ta vừa cung kính mà vừa tán thán Cái hạnh đó là đúng đó quý vị Người làm tốt thì mình tán thán thì nhiều người ta học theo Còn cái người mà làm sai Cái này cái kia thì mình cung kính tánh Phật họ Mà không tán thán họ nên thiện tài đồng tử Ngài đi học 53 thiện trí thức Người thiện thì Ngài cung kính tán thán Người làm ác thì Ngài cung kính không tán thán Đối với các cảnh giới Quỷ thần cung kính Đều cung kính Nhưng học thì mình phải có mục tiêu học của mình Còn cung kính Đối với cảnh giới thủ địa thằng Hoàng Tất cả cảnh giới mình đều cung kính Đi đến nơi nào nhà người ta Thờ các tôn giáo khác mình đều cung kính Đảnh lệ Cung kính đúng lễ luôn quý vị thì vì đi đến nơi nào vì sống thấy bình yên đừng nên đụng chạm nên đứa đi đến nhà người ta Nhưng Đức thường thấp nhang cho thổ địa và thường kêu thay đổi trái cây bánh trái nên tự nhiên Đức đi ngang nhìn thổ địa quan hỷ lắm cái tâm tự nhiên rất quan hỷ luôn nên như đức khuyên quý vị phải có tâm như vậy đó chứ không phải nói là mình học phật mình lại nhà người ta mình thấy thờ thờ những cái tôn giáo khác mình không chịu cúi đầu đảnh lễ mình mình thất bại có nghĩa là mình muốn người ta cung kính cái đạo của mình thì mình phải cung kính cái đạo của người ta cái tâm mình phải như vậy đó, thì không có đụng chạm và mình tu nó cũng tiện tu nó quý vị đây là những điều chia sẻ rất là quan trọng nhớ nghe cái công đức niệm phật thù thắng lắm cố gắng niệm phật à, chúc quý vị an lạc nha ai di đào Phật ừ. ai vậy đào Phật ừ. ai đào vợ chúng ta hãy gặp nhau cực lạc nha quý vị ai di đào Phật ai vậy đào Phật